Đây sẽ là clip đầu tiên trong chuỗi những clip sau này mình quay lại quá trình phát triển của một con cá lóc vảy rồng vàng. Nếu bạn nào có để ý thì đây là một con cá lóc vảy rồng vàng size 2X mà trước đây mình nuôi, được cái số 9 trên người khá là đều. Vậy nên chưa kịp quay nhiều clip thì đã có khách chốt mất rồi. Sau khi cá đi thì để lại một hồ phong nền trắng rất hợp để nuôi cá lóc vảy rồng vàng. Vậy nên mình sẽ quyết định đồng hành cùng với các bạn mới tập chơi cá lóc, nuôi trải nghiệm một con cá lóc vảy rồng vàng size từ nhỏ tới lớn sẽ như thế nào. Đầu tiên chúng ta phải lựa chọn cá. Shop mình đang bán cá lóc vảy rồng vàng size từ 14 tới 16 cm, giá 235k free ship toàn quốc. Nhìn chung ở size cá này, một con cá không bị tật là chúng ta có thể nuôi ok được rồi. Còn việc lên vảy với lên màu còn dựa vào cách chúng ta chăm sóc và phóng cá sau này. Vậy nên khi mới mua cá các bạn đừng quan tâm quá. Hồ nuôi cá thì mình nghĩ nuôi phong nền trắng là tốt nhất. Hồ vừa sáng lại vừa giúp cá lên màu nhanh. Đối với người mới thì các bạn chỉ cần sửa oxy hoặc lọc PO là đủ, không cần nhất thiết phải trang bị máy bơm giống như mình. Chắc chắn một điều rằng khi cá vừa về một môi trường mới thì nó sẽ bị nhát và bị tụt màu. Bạn có thể nhìn thấy rõ hai con cá của mình. Đuôi cá thì bị túm lại, người thì mất hết màu. Tuy nhiên các bạn đừng quá lo lắng về vấn đề này. Chỉ cần cá của các bạn quen hồ, nó sẽ căng và sung trở lại. Thả cá mới về còn là một bước rất quan trọng cho người mới. Các bạn nên ngâm bịch cá vào trong hồ khoảng hơn 30 phút, cho nước trong hồ từ từ vào bịch cá. Sau đó thả cả cá và nước trong bịch cá vào hồ. Các công đoạn chúng ta đều làm nhẹ tay và chậm rãi. Khi cá đã quen với môi trường nước và hồ mới, chúng sẽ bơi tung tăng trở lại. Đối với các bạn mới thì các bạn nên nuôi nước thấp để tránh cá bị mệt. Ngày đầu tiên thì chúng ta hạn chế đánh đèn và cho ăn. Đây là những bước đầu tiên cho việc nuôi cá. Mình sẽ làm rất nhiều clip sau này, các bạn nhớ theo dõi kênh của mình nha. Nếu nuôi kiên trì thì rất có thể bạn sẽ sở hữu được một con cá lóc vảy rồng vàng đẹp như thế này. Mình đang có bán rất nhiều các dòng cá lóc cảnh từ size nhỏ tới size lớn. Mua cá thì còn được free ship. Vậy nên nhanh tay kết nối với mình để mua cá nhé.